làm về không? Đi làm gì ấy, đào sẵn à hay làm gì? Hôm nay có anh quay ong. Được không anh? Có, nhiều mật lắm. Kìa, trong. Ủa, là một bình nè. Đây, để cho. Nhiều mật thế. Này, mình cho bà mình cho bà một ít đấy. Thì mang cho bà, còn mình vẫn còn này kia. Thơm nếm thử không? Thơm nếm. Ui, mật mật quá. Anh đi nạo sẵn cho gà ăn nhỉ. Rồi đi lên biếu bà. Anh cất rồi. Quay mật. Nhiều lắm anh. Cho bác một bình này. Cảm ơn. Ông chùm, ông chùm lên.
cứ để ra thùng rông, hôm mai ai mua thì bán với đi. Đi học được muộn thế nhỉ? Chắc mình muộn á, hay là học cái gì mà lâu thế? Hôm nay đi học buổi muộn thế.